Nhà phố hiện đại là một kiểu kiến trúc phổ biến ngày nay, và việc trang trí nội thất cho không gian phòng khách và khu bếp là một trong những yếu tố quan trọng trong việc tạo nên một không gian sống đẹp và tiện nghi. Khi bước vào phòng khách, bạn sẽ được chào đón bởi chiếc ghế sofa êm ái, được bọc da mềm mại có tông màu sáng. Những chiếc đèn trang trí hiện đại ốp trần kết hợp với quạt trần trang trí, tạo nên không gian sáng tạo và ấn tượng. Bàn trà được đặt ngay giữa không gian, tạo ra một điểm nhấn trang trí độc đáo và hữu ích cho việc thư giãn và giải trí. Những tấm tường được ốp gỗ trang trí kết hợp đèn LED. Khu vực tường TV được trang trí bằng sơn sám bê tông tạo điểm nhấn tổng thể cho phòng khách, tăng thêm sự thoải mái cho cả gia đình. Tiếp theo, khi bước vào khu bếp, bạn sẽ cảm nhận được sự sạch sẽ và tiện nghi của không gian này. Với màu sắc trung tính và sáng, khu bếp được thiết kế với những tủ kệ trên và dưới đầy đủ, giúp cho việc lưu trữ và sắp xếp đồ dùng trở nên dễ dàng hơn. Những thiết bị đồ gia dụng hiện đại như lò vi sóng, tủ lạnh được bố trí hợp lý, giúp cho việc nấu nướng tiện lợi. Bàn ăn hiện đại và đẹp mắt được đặt ngay khu vực bếp, giúp cho việc dùng bữa trở nên thú vị và đầy đủ. Phòng ngủ master hiện đại được thiết kế để mang đến không gian nghỉ ngơi thoải mái, sang trọng với tông màu trắng chủ đạo kết hợp nhấn sáng. Phòng ngủ được bố trí giường, tủ, kệ TV với bố cục sắp xếp hợp lý, gọn gàng với tông màu gỗ nâu sáng và đẹp mắt. Những bức tranh trang trí tường được đặt ở các vị trí tinh tế, tạo nên không gian nghệ thuật độc đáo. Một chiếc bàn trang điểm được đặt gọn gàng, giúp cho việc trang điểm và tạo kiểu trở nên dễ dàng và tiện lợi. Phòng ngủ 2 cũng được thiết kế để mang đến không gian nghỉ ngơi thoải mái, sang trọng với tông màu trắng chủ đạo kết hợp nhấn xanh vị trí đầu giường. Phòng ngủ được bố trí giường nhỏ kết hợp táp đầu giường xinh xắn cùng với đèn thả trang trí, tủ, kệ TV với bố cục sắp xếp hợp lý, gọn gàng đẹp mắt. Bàn trang điểm được đặt gọn gàng, giúp cho việc trang điểm và tạo kiểu trở nên dễ dàng và tiện lợi. Phòng ngủ cho hai bé theo phong cách hiện đại mang đến không gian vui tươi và đầy sáng tạo. Với màu sắc tươi sáng và những hình vẽ, tranh ảnh đáng yêu trang trí trên tường trở nên sinh động và thú vị. Giường ngủ đôi cho hai bé được thiết kế với những họa tiết, màu sắc phù hợp với sở thích và cá tính của bé. Kệ sách, tủ đồ chơi, bàn học được đặt gọn gàng, tạo nên không gian gọn gàng, tiện nghi cho bé học tập và chơi đùa. Phòng ngủ dành cho khách ở lại tầng trên cùng thiết kế với sự thoải mái và riêng tư trong tâm trí. Giường ngủ được trang bị bộ ga giường êm ái và những chiếc gối đầy ấm áp. Bàn làm việc, ghế ngồi, tủ đồ được sắp xếp hài hòa, tạo không gian ấm cúng và tiện nghi cho khách ở lại. Từ phòng ngủ có thể tận hưởng không gian đẹp.